Phần khai mạc lúc 7:30 thành thử ra chúng ta khích lệ tinh thần lẫn nhau, và cô Văn xin cảm ơn tất cả cơ quan truyền thông đã đến rất sớm và cover chương trình khắp nơi. Hiện giờ bà con đang theo dõi rất là rõ ràng những cái chương trình ngày hôm nay, và không mất nhiều thời giờ, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu phần kế tiếp. Xin quý vị tràng vỗ tay cho nhạc phẩm Thương Quá Việt Nam, nhóm Mang Non và cháu Jennifer Lee, 4 tuổi. Thank you.
Phần thi hết sức là ấn tượng, bởi vì quý vị biết không, mỗi quốc gia, mỗi đất nước thì đều có một cái trang phục dân tộc riêng. Như là Nhật Bản thì có kimono, hay là Hàn Quốc thì có hanbok chẳng hạn. Thế nhưng quý vị biết không, chiếc áo dài Việt Nam của chúng ta là một nét đẹp đại diện cho người phụ nữ Việt Nam. Và áo dài dành cho cả nam và nữ, được may trên rất là nhiều chất liệu, nhưng có lẽ thì với áo dài lụa thì đẹp nhất, đúng không ạ? Và bây giờ thì Kemi cũng như là Minh Huy xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi phần thi Hoa hậu thiếu nhi với phần biểu diễn quốc phục Việt Nam. Một tràng pháo tay dành cho tất cả các em hoa hậu của chúng ta. Đầu tiên mời quý vị cùng đến với phần trình diễn bé gái 9 tuổi mang số danh 07, em Khát Linh Ngọc Tâm Thanh. Thank you.
nhỏ tiếp theo cũng là một bạn nhỏ rất là nhỏ tuổi thôi, năm nay em chỉ mới 6 tuổi. Mang số báo danh 40, chúng ta cùng chào đón bạn Phạm Cát Kiều Thư. Cùng gặp gỡ tất cả các bạn nhỏ ạ. Quý vị một tràng pháo tay cho tất cả các thí sinh cho cuộc thi Hoa hậu thiếu nhi trong phần trang phục truyền thống. Xin mời các con cùng một lần nữa gửi đến ban giám khảo một lời chào ạ. Rồi con giới thiệu về con cũng như là con mấy tuổi, ba mẹ con tên gì nè? Dạ, con tên là Juliana Lê, con 7 tuổi. Rồi, con có biết ba mẹ con tên gì không? Dạ, mẹ con tên là Kim. Ok, mẹ con tên Kim hả? Rồi hôm nay con tới đây con tham dự thì có ai đi theo con không? Dạ có. Có ai? Dạ mẹ. Có mẹ rồi ai nữa không? Dạ không. Không hả? Rồi con đi thi để chứ mẹ không à. Mà con lên đây con đi trên sân khấu con biểu diễn như người mẫu vậy đó. Thì con có sợ hay không? Dạ không. Con không sợ. Vậy cho cô Kemi hỏi nha. Nếu mà ngày hôm nay con đoạt giải thì con sẽ làm gì với giải thưởng đó? Con không biết. Con không biết. Quý vị hôm nay Kemi nhận được rất là nhiều câu trả lời không biết. Rồi, cho cô Kemi hỏi nè, bây giờ con đi học, mấy bữa nay con đã bắt đầu đi học chưa? Dạ rồi. Rồi con đi học, con có vui không? Con có thích đi học không? Dạ thích. Vậy nếu mà sau này đi học, con có ước mơ con trở thành người gì? Con thể trở thành, con muốn đi học ngành gì? Con muốn đi học ngành luật sư. Wow, luật sư. Tại sao Juliana muốn học ngành luật sư? Dạ tại con muốn bảo vệ người khác. Quý vị, một luật sư tương lai muốn bảo vệ cho những người khác. Trong tương lai, trong khoảng 20 năm nữa, nếu mà quý vị có cần những cái lời khuyên về luật pháp thì quý vị có thể hỏi em Juliana Lê, phải không? Rồi, hồi nãy cô hỏi con chưa? Cô hỏi con rồi hả? Rồi, tới con. Bây giờ con cho quý vị khán giả cũng như cô Kemi biết được là con tên gì nè, năm nay con mấy tuổi và con đang học lớp mấy? Dạ, con tên là Kathy Ngọc Tông Thanh Nguyễn. Con năm nay con 9 tuổi, con đang học lớp 4. Con đang học lớp 4 hả? Rồi ngày hôm nay đó là cô thấy con mặc cái áo bà ba rất là dễ thương. Rồi con đứng múa, con có nhớ mỗi lần mà con múa như vậy con có luyện tập ở nhà không? Và mất khoảng bao lâu để luyện tập? Dạ con có tập ở nhà khoảng 2-3 tiếng. 2-3 tiếng. 2-3 tiếng tập dữ vậy luôn á hả? Nhưng mà khi mà con quên con sợ không? Dạ sợ chứ. Sợ hả? Rồi mẹ đã giúp con như thế nào? Mẹ đã có lời khuyên gì cho con cho cái ngày hôm nay không? Dạ có, mẹ nói lúc nào cũng cười. Lúc nào cũng cười. Rồi con có làm gì không? Dạ có. Có hả? Vậy con cười cho mọi người cùng coi được nụ cười của con đi. Cười tươi lên. Quý vị một tràng pháo tay cho em. Huh? It's okay. I know that you cannot speak Vietnamese. So, may I have your names and then how old are you? My name is Zoe.
Mila Nguyen, and I am 10 years old. And you're 10 years old, okay? And then I saw your performance. You was dancing in hula hoop. So how long have you been learning that? Well, 2 weeks. 2 weeks? Only 2 weeks? Then who taught you all the move and, you know, like going like that? Isabel Jean Jean's mother. Okay. So today, like, you came in here, I saw the performance have two other girls. Who are they? This is Isabel, and then the other one is Catherine Raguso. Okay, and they are? They're my friends. They are your friends? Yeah, you are so cute and pretty in our traditional dress. I have a congratulation sent to you all. Okay. So have you ever attend any Vietnamese event ever before? Yes, I think two. Two? Mm-hmm. How you like it? It's fun, and I like showing what I like to do, and I like it. It's like fun. It. OK. Vâng, thưa quý vị, Zoe năm nay 10 tuổi. Zoe hôm nay tới tham dự cùng với hai người bạn là Isabel và Catherine. Thì cả ba em đều vừa mới học cái phần mà dance hula hoop thôi quý vị. Tuy nhiên là các em đã trình diễn rất là thành công, rất là dễ thương. Và quý vị cho một tràng vỗ tay cho ba em Catherine, Zoe và con là gì? Isabel. Và bây giờ còn một thí sinh nữa, Kemi cũng muốn hỏi là bây giờ con có thể giới thiệu cho quý vị được biết là con tên gì, năm nay con bao nhiêu tuổi không? Dạ, con tên là Nguyễn Phan Thùy Dương, năm nay con 11 tuổi. So, Thùy Dương cho cô Kemi hỏi là con có một mái tóc dài rất là đẹp, con có cảm thấy khó chịu khi mà con để tóc dài không? Dạ không. Mà tại sao con lại để tóc dài như vậy? Dạ, tại con thích. Tại con thích hả? Dạ. Tại, nhưng mà tại sao, lý do nào con thích? Dạ, con thấy hồi nhỏ con thấy mấy chị lớn tóc dài thì rất là nữ tính, con muốn để tóc dài. Đầu tiên chú Minh Huy xin được chúc mừng bạn thí sinh mang số báo danh 3-19, Jennifer Lee. Xin mời con đứng chỗ nào, con nhớ chú dạy không, con đứng chỗ nào? Good job. Rồi, đứng đó. Tiếp đến thì Kemi xin chúc mừng cho thí sinh số 41, Hoàng Bảo Trân. Chúc mừng Hoàng Bảo Trân. Tiếp theo, một bạn thí sinh cũng nhỏ tuổi nhất luôn. Đó là bạn mang số 40, Phạm Cát Kỳ Thư. Và tiếp đến, xin chúc mừng cho thí sinh Nguyễn Phan Thùy Dương, số báo danh 49. Nguyễn Phan Thùy Dương, xin chúc mừng. Chúc mừng Nguyễn Phan Thùy Dương và bạn thí sinh cuối cùng. Bạn thí sinh mang số báo danh. Số mấy ạ? À? Số mấy ạ? À? Chúc mừng bạn thí sinh mang số 7, Khát Liên Ngọc Tâm Thanh. Rồi, cảm ơn tụi con đi vô trong chuẩn bị sẽ ra nhận giải phần tiếp theo nha. Cảm ơn tụi con rất là nhiều. Thank you so much. Các con ơi, các con đừng buồn nha. Mình vẫn còn những cái giải khác cho tụi con. Rồi, nha. Cảm ơn tụi con. Rồi, bây giờ chú Minh Huy dắt tụi con vô trong nha. Ok, mình đi vô. Và bây giờ thì mời quý vị cùng chiêm ngưỡng năm em đã vào trong vòng chung kết năm. Rồi, xin mời năm con cùng trở lại với chú Minh Huy nào. Mời năm con. Thank you, hai model nam rất là đẹp trai. Cảm ơn hai con. Rồi, Kemi ơi, bây giờ mình sẽ có câu hỏi dành cho các bé. Mời con. Đầu tiên là bây giờ bạn nào xung phong trả lời câu hỏi trước nè. Bạn nào trả lời câu hỏi trước, giơ tay lên. Bạn nào muốn trả lời câu hỏi trước? Chị Bảo Trân nha. Chị Bảo Trân nhường cho em nha. Rồi, mời chị Bảo Trân bước lên phía trước. Xin mời con. Câu hỏi dành... Chúng ta sẽ có một câu hỏi chung dành cho tất cả năm bé bước vào vòng thi ứng xử ngày hôm nay. Bé đang đứng phía trước đó chính là bạn thí sinh mang số báo danh 41, Hoàng Bảo Trân.
Con hãy cho ban giám khảo cũng như quý vị khán giả ngày hôm nay được biết con biết gì về ngày Trung Thu. Dạ, Tết Trung Thu là lễ của thiếu nhi vào ngày rằm tháng 8. Ở trong ngày rằm tháng 8, mặt trăng rất là sáng với tròn, nên con được đi rước lồng đèn đi chơi. Con còn biết là chú Quỷ và chị Hằng Nga ở trên cung trăng. Con cảm ơn VNTV với... Con cảm ơn VNTV mỗi năm làm lễ Trung Thu cho chúng con tham dự. Cảm ơn Bảo Trân rất là nhiều. Phần thi của con hết chưa? Dạ. Rồi, cảm ơn con. Tiếp theo xin mời bạn Thùy Dương. Con trả lời đi, con biết gì về ngày Trung Thu? Dạ, theo con thì là ngày Trung Thu là ngày Tết của thiếu nhi. Trăng trên trời thì rất là sáng và tròn. Còn có chị Hằng và chú Cửa xuống chơi nữa. Trẻ em thì được đi rước lồng đèn, ăn bánh Trung Thu. Còn gì nữa không con? Còn được vui chơi với các bạn nhỏ nữa. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là số báo danh 49, bạn Nguyễn Phan Thị Dương. Và tiếp theo xin mời số 7, Kathleen Ngọc Tâm Thanh. Con trả lời câu hỏi của mình đi nào. Dạ, trên ngày Trung Thu là 18 tháng 5. Ngày mấy con? 15 tháng 5. Wait. Bây giờ là tháng mấy? Bây giờ con trả lời cho chú nghe. 15 tháng 8. Đúng rồi, một tràng pháo tay cho bạn mình đi ạ. Ngày đó là con được ăn bánh Trung Thu với lại đi rước đèn. Với lại đi ra đi gặp bạn con rồi con đi ăn với gia đình. Một tràng pháo tay cho thí sinh Ngọc Tâm Thanh. Cảm ơn cái lời trả lời của con. Và kế tiếp thì đó là phần trả lời câu hỏi ứng xử của Jennifer Lê. Rồi sao? Thưa quý vị, là đây là cái cô út nhí trong nhà nè, nhỏ tuổi nhất mà cũng nhõng nhẽo nhất. Mỗi lần mà tập luyện á, Jennifer Lê mà đói bụng là con không chịu tập đâu, con đói bụng rồi cho con ăn con mới tập. Bây giờ thì con trả lời câu hỏi với ban giám khảo đi. Con biết gì về ngày Tết Trung Thu? Mình đi ăn bánh Trung Thu. Với gì nữa? Bên rước đèn đi chơi. Rồi gì nữa? Bên coi. Coi. Một tràng pháo tay cho bạn đi các bạn nhỏ. Bây giờ nè, con có biết cái bài nào Tết Trung Thu con hát cho mọi người nghe đi. Tết Trung Thu vớt đèn đi chơi. Em vớt đèn đi thắp trong vườn. Thầm vơi sướng với đèn trong anh. Em vô ca trong ăn trong phòng. Đèn ông sao với đèn ca chép. Đèn đi nhau với đèn bấm bấm. Em bất đèn vải đèn chọc trăng. Đèn hân lơ với đèn tim tim. Đèn lên lơ với đèn trăng trăng. Mâm anh em cho một màu. Giỏi quá. Rồi, thưa quý vị, đó là phần thi ứng xử của Jennifer Lê. Thank you con. Và cuối cùng xin mời bạn mang số, mang số báo danh 40, Phạm Cát Kỳ Thư. Con biết Trung Thu mình ăn bánh Trung Thu. Con nhớ chú dạy con gì không? Con phải đứng yên, con nói chuyện. Rồi, đứng yên. Con biết Trung Thu mình ăn bánh. Bây giờ nè, chú cầm cho con nha. Rồi, nói đi, con biết gì về ngày Tết Trung Thu? Con biết mình ăn bánh bánh Trung Thu, mình đi ngắm trăng, mình đi thắp lồng đèn, vui chơi. Còn gì nữa không? Rồi, cảm ơn con Phạm Cát Kỳ Thư, số danh 40. Và giải thưởng đầu tiên, xin mời Thơ Mì công bố. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biết được giải thưởng đầu tiên, đó là giải khuyến khích. Và các vị sẽ công bố 5 tên của các em mà đạt được cái phần giải khuyến khích cho phần thi tài năng. Trước hết, xin mời Steven Lê bước lên sân khấu, em bước lên trên. Chúc mừng Steven Lê. Tiếp đến, Kemi xin mời Danny Lê.
cũng được giải khuyến khích cho phần thi tài năng của mình. Và bạn thứ ba, chúng ta có 5 bạn nam đạt giải khuyến khích. Bạn thứ ba là Xuân Giang Nam. Xin mời Xuân Giang Nam bước lên sân khấu. Bạn thứ tư, Xuân Giang Bình. Và cuối cùng, nhân vật cuối cùng được giải khuyến khích cho phần thi tài năng của mình, Kenny Công Thiện Nguyễn. Xin mời con bước lên cùng với các bạn. Và xin được xin chào quý mời chị Hoàng Thanh Loan là giám đốc điều hành của đài truyền hình Ven TV sẽ lên giải khuyến khích cho 5 bạn nam của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời chị. Cảm ơn tụi con. Một lần nữa xin cảm ơn chị Hoàng Thanh Loan và cảm ơn các cổ động viên. Vâng, rồi mời tụi con. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với giải khuyến khích dành cho các hoa hậu nhí. Và mỗi bạn sẽ có một cái vương miện. Xin mời Julie Ngọc Anh chuẩn bị những cái vương miện cho các thí sinh hoa hậu nhí đạt giải khuyến khích. Đầu tiên xin chúc mừng cho bé mang số báo danh 8, Vivian. Mời con bước lên phía trước. Rồi, xin mời. Xin mời Ngọc Anh trao giải cho bé mang số 8 Vivian. Giải khuyến khích của chúng ta ngày hôm nay. Còn một con búp bê nữa, Ngọc Anh ơi. Còn một con búp bê nữa. Chúc mừng Vivian với giải khuyến khích của chương trình ngày hôm nay. Rồi, xin cảm ơn Vivian. Mời con bước qua phía bên phía Minh Huy nè. Con bước gần phía Minh Huy. Đây, Vivian, con bước qua đây. Rồi, con bước qua đây. Xin mời bạn giải khuyến khích tiếp theo. Mời xem mình công bố. Và bây giờ mời bạn, ba bạn đạt giải khuyến khích tiếp theo là Catherine Russell. Can you please step in the front? Rồi, xin mời Ngọc Anh. Một cô bé Mỹ nhưng mà mặc đồ áo dài của Việt Nam rất là dễ thương. Quý vị có đồng ý với Kami như thế vậy không? Rồi. And next I would like to ask Isabel Tron Tron. Và bây giờ thì cô xin mời Joey Nguyễn ông bước lên để nhận giải khuyến khích cho ngày hôm nay. Rồi, một lần nữa chúng ta chúc mừng cho bốn bạn nhỏ đạt giải khuyến khích ngày hôm nay ạ. Catherine, Isabel, Joey, and Vivian. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời luật sư Nguyên Lộc đến từ văn phòng luật sư Nguyên Lộc Law Firm sẽ trao giải ba tài năng cho một bạn thí sinh với phần thi kể chuyện là bạn Nguyễn Thạch Hồng Nhi. Chúc mừng cho Nguyễn Thạch Hồng Nhi đã đạt được giải 3 của phần thi kể chuyện. Chúc mừng Hồng Nhi. Xin mời Hồng Nhi bước qua phía bên kia, con đứng gần chị Oanh. Rồi. Và giải nhì phần thi tài năng xin được mời ca sĩ Gia Linh sẽ trao giải nhì tài năng cho một màn múa hết sức ấn tượng. Đó là Hoàng
Trưng với giải nhì phần thi tài năng. Và thưa quý vị, tiếp theo là giải nhất tài năng với phần kể chuyện Thỏ Trắng và Dê Con. Chúc mừng Juliana Lê. Chúc mừng cho Juliana Lê. Xin mời con bước lên sân khấu. Rồi, xin mời con bước lên phía trước. Xin mời cô Christine Quỳnh Nguyễn, đại diện cho công ty Ability and Mortgage, sẽ trao giải nhất tài năng cho thí sinh Juliana Lê. Bây giờ thì xin mời ba bạn nhỏ đạt giải tài năng cùng bước lên phía trước một lần nữa để cho tất cả quý vị khán giả nhìn ba bông hoa xinh đẹp và lại tài năng của chúng ta ngày hôm nay. Nguyễn Thạch Hồng Nhi, Hoàng Bảo Trân và Juliana Lê. Rồi, xin mời tụi con bước về vị trí. Chúng ta sẽ còn một giải thưởng nữa, đó chính là giải Hoa Hậu. Đầu tiên xin mời Ngọc Anh chuẩn bị cho giải thí sinh mặc quốc phục đẹp nhất. Wow, hồi hộp chờ đợi. Chú Minh Huy sẽ vào trong để lấy giải thưởng thí sinh mặc quốc phục đẹp nhất. Bởi vì giải thưởng này rất là đặc biệt. Và xin mời giải mặc quốc phục đẹp nhất, xin mời bác sĩ Võ Hải Hạnh cùng chị Hoàng Thanh Loan của đài VNTV sẽ cùng trao giải mặc quốc phục đẹp nhất. Vâng, xin mời chị Hoàng Thanh Loan và bác sĩ Võ Hải Hạnh sẽ cùng đến với giải tài năng. Ôi xin lỗi, là giải quốc phục đẹp nhất. Chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 07, Khắc Linh Ngọc Tam Thanh. Xin mời. Một tràng pháo tay nữa cho Khắc Linh Ngọc Tâm Thanh với giải thí sinh mặc quốc phục đẹp nhất. Vâng, xin mời các bạn nhỏ còn lại chúng ta xích qua đây nào. Jennifer khóc rồi, Jennifer khóc rồi, Jennifer tưởng không có giải nè, Jennifer bước ra đây. Có giải mà con, không có khóc, đứng yên. Rồi, xin mời Ngọc Tâm Thanh bước qua một bên con. Chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng Á Hậu 4. Xin được trân trọng kính mời. Hồi hộp quá. Xin được kính mời cư sĩ Trần Hiến sẽ lên trao giải Á Hậu 4. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho Á Hậu 4 của chúng ta, đó chính là bạn mang số báo danh 40, Phạm Cát Kỳ Thư. Rồi mời Kỳ Thư con bước ra phía trước luôn, con bước ra phía trước luôn. Chúc mừng cho Á Hậu 4. Xin mời Tâm Thanh trở lại sân khấu. Con ơi, Thanh ơi, con trở lại sân khấu. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng Á Hậu 3. Và chúc mừng cho thí sinh số 49, Nguyễn Phạm, Nguyễn Phan Huy Dương đã giành được giải Á Hậu 3. Vâng, và xin được trân trọng kính mời một lần nữa ca sĩ Gia Linh lên sân khấu để trao giải Á Hậu 3. Vâng, cảm ơn ca sĩ Gia Linh rất nhiều.
chúc mừng cho Nguyễn Phan Thùy Dương. Và chúng ta còn 3 bạn trong top 5 ứng xử. Khemi, mình bước ra phía trước để chào đón 3 bạn cuối cùng trong top 5 ứng xử mà vẫn chưa có giải. Đó chính là thí sinh mang số 39, Jennifer Lê. Mời thí sinh mang số báo danh 41, Hoàng Bảo Trân cùng bước ra phía trước. Và thí sinh mang số 7, Khát Linh Ngọc Tâm Thanh, là ba em có mặt ở top 5 mà đến giờ này vẫn chưa nhận một cái giải Á hậu hay Hoa hậu nào hết. Rồi xin mời ba con bước xuống một bước nha. Chúng ta bước xuống một bước để cùng chuẩn bị. Và xin được trân trọng kính mời luật sư Nguyên Lộc và chị Hoàng Thanh Loan sẽ cùng trao giải thưởng Á hậu 2. Giải thưởng Á hậu 2 sẽ thuộc về một thí sinh. Khi mà bạn mình đạt giải thì mình phải làm sao? Đúng rồi. Xin chúc mừng cho bạn mang số 7, Khát Linh Ngọc Tâm Thanh với giải Á hậu 2. Rồi, một tràng pháo tay nữa chúc mừng cho bạn mang số 7, Khát Linh Ngọc Tâm Thanh. Và hai bạn nhỏ còn lại chúng ta nắm chặt tay nhau nào. Bây giờ chú hỏi một câu với Bảo Trân nha con. Nếu bây giờ con nhường cho em Jennifer đạt giải Hoa hậu, con có đồng ý không? Dạ, không. Không hả? Lý do vì sao con không đồng ý? Con thích Jennifer mà sao con không cho em đạt giải Hoa hậu? Con muốn em đạt giải Hoa hậu không? Như vậy thì chú sẽ chúc mừng cho Jennifer đạt giải Hoa hậu, con chịu không? Khó xử quá đúng không ạ? Thôi, thì bây giờ người sẽ tiếp tục với sứ mệnh của Julie Ngọc Anh sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình thiếu nhi một lần nữa. Thì xin được chúc mừng cho Á hậu 1 và Minh Huy công bố Á hậu 1 thì tức là một trong hai thí sinh còn lại sẽ trở thành Hoa hậu. Bây giờ hai con nắm chặt tay nhau nào, con nắm chặt tay em đi. Jennifer, con nắm tay chị nào, con nắm tay chị đi. Con không được khóc nha Jennifer. Hoa hậu xúc động quá. Á hậu 1. Bây giờ cho Khemi nhìn nha. Cho Khemi nhìn kết quả nha. Bây giờ vỗ tay lần nữa cho hai bạn này đi. Sao Khemi cũng sợ đó. Chúc mừng cho Hoa hậu. Chúc mừng cho Hoa hậu thiếu nhi Miss Baby số báo danh 41, Hoàng Bảo Trân. Như vậy là Jennifer Lê là người đạt giải Á hậu 1. Xin được kính mời chị Christine Quỳnh Nguyễn sẽ trao giải Á hậu 1 cho Jennifer Lê cùng với Julie Ngọc Anh. Xin mời chị Christine Quỳnh Nguyễn và xin mời bác sĩ Vũ Ban sẽ chuẩn bị trao giải Hoa hậu. Một tràng pháo tay nữa chúc mừng Á hậu 1 Jennifer Lê. Á hậu nhỏ tuổi nhất quý vị. Vâng, xin mời Hoàng Bảo Trân con bước một bước để cho quý vị khán giả nhìn rõ con hơn. Xin mời bác sĩ Vũ Ban cùng bước lên sân khấu. Một tràng pháo tay cho Hoàng Bảo Trân, Hoa hậu Miss Baby. Vâng, và xin mời bác sĩ Vũ Ban sẽ trao giải cho Hoàng Bảo Trân. Mời Du Linh Ngọc Anh. Cảm ơn bác sĩ Vũ Hoàng rất nhiều. Chúc mừng cho Hoàng Bảo Trân đã trở thành hoa hậu của buổi tối ngày hôm nay.
Xin mời bạn Bảo Trân cũng như là Kenny Bolle và các sinh Ngọc Tâm Thanh đã bước một vòng để gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Rồi, tụi con đứng tại chỗ. Tụi con đứng tại chỗ cho khán giả chụp hình tụi con nha. Rồi, con đứng đây, con đứng đây, con đứng đây. Rồi, rồi. Rồi, cùng nhìn ngắm lại một lần nữa ba gương mặt xuất sắc nhất. Và xin mời ba bạn đạt giải cao nhất của tài năng cùng bước lên phía trước. Juliana Lê. Xin mời Hồng Nhi. Và bạn Bảo Trân cũng đã có mặt phía trước. Chúng ta xin chúc cho tất cả các bé của ngày hôm nay sẽ cùng có một đêm trung thu thật vui. Biểu coi cái suy nghĩ của em như thế nào khi mà em em đã dạy cho Hát Linh múa xong rồi ngày hôm đó thì đã thể hiện rất là thành công tiết mục của mình. Thì tập với Thanh thì it's khó at first tại hơi cứng nhưng mà she was girly on the way throughout the week. Nhưng mà em thấy là bé có ngoan không? Yeah, ngoan. Hyper at times. Rồi sao bây giờ thì con có gì con muốn nói với bà Bích Ngọc không? Dạ con cảm ơn bà Bích Ngọc để cho con ở giữ cuộc thi này. Cô Bích Ngọc phải rất là khen con. Bây giờ thế linh chuyển microphone qua cho chị Bảo Trân chút xíu đi. Bây giờ Bảo Trân nói cho quý vị khán giả biết là Bảo Trân ước mơ lớn lên sẽ làm công việc gì hay là em có theo đuổi múa nữa không? Dạ con muốn đi ký Olympic. Muốn đi thi Olympics. Rồi công việc của con lớn lên con mơ ước con làm nghề gì? Sports medicine doctor. Con nói lớn bác lên sĩ. Bác sĩ luôn. Dạ. Như vậy thì tại sao lại con có ước mơ làm bác sĩ? Dạ, con tại vì trong gia đình con nhiều bác sĩ, dược sĩ quá phải không? Mẹ là dược sĩ rồi thì các chú các bác là bác sĩ. Anh em trong nhà toàn là bác sĩ, dược sĩ, thành con thích theo đuổi cái nghề y hả? Ok, rất là vui. Rồi, chúc mừng cho Bảo Trân. Bây giờ nè, mà trong mấy bạn nhỏ đây nha, bạn nhỏ nào xung phong thay mặt cho tất cả các bạn thí sinh cảm ơn khán giả nè. Bạn nào xung phong không? Có ai xung phong không? Juliana, được không? Rồi, bây giờ con chuyển micro qua cho em đi. Rồi, bây giờ con thay mặt cho hết các bạn thí sinh, con cảm ơn khán giả đã ủng hộ cho mình nè. Con cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ cho con và các bạn. Rồi sao nữa? Con có gì con chúc cho các bạn không? Dạ. Con chúc các bạn thành công. Giỏi quá. Rồi.
Rồi. Thank you.
với mọi người. Bây giờ bạn Việt đang bị cô đơn và không biết ai
các bên. Câu chuyện đến đây kết thúc. Cảm ơn bà đã lắng nghe. Cảm ơn chị Nhi và hai bạn rất nhiều. Dạ, qua câu chuyện này các
bao nhiêu? Các bạn học bài vào sân khấu được rồi. Nãy giờ có tin rằng quý vị thấy mấy em múa, quý vị ngồi dưới cũng múa. Nhưng mà Thank you.
Rồi, cô Hoàng Anh sẽ gọi từng năm số và để cho ban giám khảo dễ dàng chấm điểm cho tụi con nhé. Kính thưa quý vị, những tràng pháo tay thật lớn của quý vị chúc cho ban giám khảo chọn đúng hơn những em xuất sắc trong chiều hôm nay nha quý vị nha. Bây giờ number one, con ra biểu diễn đi. Rồi mà, yeah, đi ra gì, ra cho nghe. Rồi, xong. Thưa quý vị, những chàng hóa tay quý vị là coi là bé đang có cướp hay không? Đẹp ơi. Các em hãy perform nha, chứ đừng có đứng như vậy không ha. Rồi, number 2, thank you. Number 2, giờ trở lại đây cân. Ok, rồi. Rồi, number 3. Rồi, number 3, bước lại biểu diễn cho cô đi. Yeah. Rồi, nó mới chú ý biểu diễn cái gì đi. Nếu con muốn perform gì thì cứ perform, ok? Yeah. Rồi, đây là cụ Lý đi chợ đó. Cụ Lý đi chơi show đó quý vị. Dạ vâng, dạ vâng. Rồi, thank you. Thank you, Vince. Vinh, come back in the... Con trở lại chỗ của con. Rồi, number 4. Yeah, come on, number 4. Yeah. Xuất sắc trong bài model quý vị hả? Đây là bé Eddie Samuel Thanh Nguyễn, 5 tuổi quý vị. Thank you. Isabella. Hey, Isabella. Yeah. Hi, number 5, Stephen Lê. Quý vị vỗ tay lớn thật quý vị để ủng hộ cho em quý vị. Cái này là cụ gì quý vị? Đây là cụ Lý, còn cụ này là cụ gì? Hồi năm chưa biết nữa. Và đi cùng chương trình là Quỳnh Tiêu Nguyễn, 8 tuổi. Thank you. Daddy Lê, 12 tuổi. Thank you, Tuấn Bước và Julian Lê, 7 tuổi. Ok. Em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên. Em đã biết thương nhớ, biết rằng các cháu rất là dễ thương phải không quý vị? Và rất là duyên dáng trong một cái nhà sư của Việt Nam. Và với những điều cũng như cái mùa màng múa Bảo Tiên, Phay, Yên Tổ. Ok.
Thank you.